Rồi, đây là cô Hoa đúng không? Em tên là Hoa là gì nhỉ? À Bắc chứ? Vâng, em Hoa đâu, em tên là Bắc. Hoa kia này, thôi em ra ngoài kia em quay. Đấy, quay anh Quý này. Quay mẹ này, đi qua ngoài luôn để giác cho nó đẹp. Sau này, cũng có... còn cha còn mẹ như tiên, thiếu cha vắng mẹ như chim lạc đàn, giờ đây con được làm quan có xe song mã bạc vàng đầy kho, bây giờ thiếu mắng mẹ cha lòng con như đám ma đưa về trời, lúc mẹ ốm lại cứ chăm sóc mẹ nó tử tế, lúc chết thì không khóc làm gì cho nó. Khóc đây khóc chỉ cậu có tin không, có nhiều người khóc đây khóc chỉ khóc còn mất đoàn kết nữa, không mất đoàn kết. Khóc khóc cái câu mất đoàn kết chứ không phải nó khóc. Khóc không bằng anh bằng em, không bằng chị bằng em, không có đoàn kết gì. Lúc mẹ sống thì mẹ bảo con thế này, lúc có chết thì phải trả được cái gì. nói chuyện đúng rồi. Câu ngày xưa người ta nói lúc bé thì nuôi con ăn học ngõ cua bắt ốc, khi làm quan làm trạng rồi thì mới trả về thì tìm bố mẹ để báo hiếu, thì vừa đến nhà thì bố mẹ đã chết, thì mới có câu còn cha còn mẹ như tiên, vắng cha thiếu mẹ như chim lạc đàn, giờ đây con được làm quan có xe thông mã, ngày xưa có xe thông mã là con hàng xa con vẫn kéo là đàng lắm, bạc vàng đầy kho cơ mà, bây giờ thiếu vắng mẹ cha thì lòng con như đám ma đưa buổi chiều. Cái đám mưa ma đưa buổi chiều thì cậu thấy nó buồn, nó không được gì. Còn ông Quang Trạng đi nói câu hay thế để cho người đời thành công ngụ ngôn, dạy con cháu đấy. Rồi, hoàn thành. Được. Đã xong. Cô để cho ra. Mẹ, giơ tay lên thế nào? Khẽ chưa? Khẽ rồi. Hạ xuống vài lần thế nào? Phải được chưa? Rồi. Bảo là các con yên chí mẹ khẽ thôi. Được, vâng. Em tắt rồi, em tắt đi. Được. Nắng cho Tiên đã. Vâng, vâng. Bà nắng hay như Tiên?